164. Nhìn nhau. Ban đêm, một cơn gió nổi lên, tạo ra cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Tại phủ Duệ Vương, Cao Dương vừa cầm một phong thuê đọc một cách say xưa. Thẩm Diệu sinh sống tại Thẩm Trạch. Mặc dù số lượng lính vệ của gia đình Thẩm không ít và họ cũng không yếu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nguy cơ vẫn luôn đe dọa từ mọi phía, không cho phép bất kỳ sự lơi lỏng nào. Tạ Cảnh Hành đã điều một số ám vệ từ quân Mặc Vũ đến và âm thầm theo dõi Thẩm Diệu, đảm bảo rằng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Các ám vệ thuộc về Tòng Dương trong quân Mặc Vũ là những thám tử hàng đầu, có kỹ năng điều tra và thu thập tin tức tốt nhất, nhưng họ cũng có một điểm yếu, đó là hay nhân nhượng và thích trò chuyện. Mỗi ngày, họ phải báo cáo cho Tạ Cảnh Hành về mọi hành động của Thẩm Diệu. Thư này chủ yếu ghi lại những gì Thẩm Diệu làm trong ngày, ngoại trừ việc sửa nhà và làm vệ sinh không được ghi lại mọi thứ khác đều được ghi chính xác cao dương cảm thấy điều này rất kỳ quặc làm sao tòng dương lại có thể là người cẩn thận như vậy hắn ta quan sát thẩm diệu đoàn người trên đường phố gặp tô minh phong và nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong cách hành xử của họ mặc dù không biết tô minh phong đã nhận ra điều gì nhưng tô minh phong và tạ cảnh hành đã có mối quan hệ giao tiếp trong nhiều năm nên những biểu hiện lạ lùng như vậy lần này khiến anh cảm thấy không an tâm đúng lúc đó quý vũ thư đi ngang qua cắn một quả táo và nhìn thấy cao dương đang cầm tờ giấy đờ ra quý vũ thư liền nhìn qua tuy nhiên quý vũ thư đọc sai chỗ quan trọng ồ thì ra tiểu thư thẩm thích tô minh phong à cao dương bị hoảng sợ khi quý vũ thư bất ngờ nói ra điều đó suýt nữa làm hắn ta ngã xuống từ băng ghế khi đã tỉnh táo lại hắn ta giận dữ nói, cớ sao lại nói vô lý như thế? Người lá gan cũng quá nhỏ. Quý vũ thư vỗ vai hắn, đừng cả ngày cầm cây quạt quạt qua quạt lại nữa, học võ giỏi mới là chính đạo. Rồi hắn ta quay lại đề cập vấn đề trước đó và nói, là tiểu thư và tô thiếu gia thực sự rất xứng đôi. Tam ca đều quen biết cả hai, không bằng ngày nào ca làm ông Mai để họ có thêm cơ hội tiếp xúc. Cao Dương nhăn mày, ngươi nói họ đã là một đôi ngoài ra ai đã nói rằng la đàm thích tô minh phong ta thấy họ rất hợp nhau quý vũ thư nói cho anh ta nhìn vào một đoạn trong thư ngươi xem la tiểu thư quay về tô minh phong nói không hổ là hai huynh đệ sinh ra đều giống nhau đẹp mắt ngươi nói một chút tô minh lãng liền không nói la tiểu thư đây là biến đổi cách để lấy lòng tô minh phong đấy không phải vậy thì sao ăn no rừng mỡ gọi một người mới gặp là sinh ra đẹp mắt. May mắn là Tổng Dương là người nói chuyện nhiều, không chỉ báo cáo chuyện thầm rượu mờ còn đem luôn cả lời nói của La Đàm viết lại. Quý Vũ Thư cũng coi như là nhân tài, cả một trang giấy chi chít chữ mà hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy câu này. Cao Dương đè thấp giọng nói, nói nhảm. Ngươi không hiểu, Quý Vũ Thư lấy cây quạt của Cao Dương, học theo bộ dáng cao thâm khó giò của Cao Dương mà phe phẩy quạt, tỏ ra bộ dạng thông minh mà nói. Chỉ có bản thiếu gia ta đây đã duyệt qua cây SP các bụi hoa tưởng liễu mới có thể thấy rõ ràng tấm chân tình của nữ tử độ xuân thì. Ngươi thì biết cái gì? Nếu như ngươi lấy lòng ta, ta có thể cân nhắc dạy ngươi. Hắc si. Mùa đông thật khắc nghiệt, quý vũ thư quạt quạt một chút liền hắt hơi một cái. Cao dương đoạt lại cây quạt, không muốn để ý sẽ hắn. Vừa lúc đó, Tạ Cảnh Hành từ bên ngoài trở về, phía sau còn theo Thiết Y cùng Nam Kỳ, cũng không biết từ nơi nào trở về, bộ dáng có chút phong trần mệt mỏi. "Tam ca." Quý Vũ Thư nhiệt tình chào hỏi, nhưng Tạ Cảnh Hành không thèm liếc hắn một cái, mặt lạnh lùng đi vào trong phòng. Nam Kỳ và Thiết Y cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Quý Vũ Thư không nhận ra tâm trạng không tốt của Tạ Cảnh Hành, tiếp tục nói: tam ca, thẩm ngũ tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Tạ cảnh hành dừng bước, cao mày nhìn về phía hắn. Cao dương cũng nhìn về phía quý vũ thư. Quý vũ thư hắng giọng, nghiêm mặt nói, vừa rồi ngươi xem tin tức tòng dương truyền về. Hôm nay thẩm ngũ tiểu thư ra ngoài gặp phải kẻ xấu, kẻ xấu ấy dám sờ soạn tay của thẩm ngũ tiểu thư. Cao dương đỡ chán, chỉ nghe quý vũ thư lại hỏi, Tam ca có biết kẻ xấu gan to bằng trời đó là ai không? Tự nhiên không ai đáp lời, nhưng Nam Kỳ và Thiết Y đều căng thẳng không ngớt. Thẩm Ngũ tiểu thư là người mà chủ tử nhà họ vừa ý, ai lại dám ăn gan hùm mật gấu mà sờ soạn tay Thẩm Ngũ tiểu thư? Quý Vũ thư tan nát cõi lòng nói, là Tô Minh Phong. Là huynh đệ sống chết có nhau của Tam ca, hắn dám đào góc tường của Tam ca, thật là bất nhân bất nghĩa không biết xấu hổ nam kỳ và thiết y sững sờ tạ cảnh hành ánh mắt lạnh lẽo cao dương thẳng thắn nắm cây quạt che mặt căn bản không muốn nhìn quý vũ thư làm trò ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu thẩm diệu buồn bực ngán ngẩm dưới đèn đọc sách thỉnh thoảng nàng nhìn lên một chút qua cửa sổ trời rất lạnh cửa sổ mở toang nàng suy tính liệu tạ cảnh hành ở trong thẩm trạch có người không thẩm diệu cảm thấy điều này không quan trọng lắm Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn thường không ở trong phủ làm việc, và Thẩm Khâu thì càng không cần phải nói. Không có bí mật gì trong Thẩm Trạch, nên việc Tạ Cảnh Hành đến đây cũng không liên quan nhiều hơn việc trông nom. Điều quan trọng là không cần phải mời thêm vệ sĩ không cần thiết. Nếu Tạ Cảnh Hành bây giờ có bất kỳ hoạt động nào, như mở cửa sổ, nàng nghĩ hắn sẽ thông báo cho chủ nhân của mình, tức nàng. Nhưng mà điều này cũng không nghĩa là tạ cảnh hành có việc gì quan trọng đang chờ đợi nàng thẩm diệu suy nghĩ lạc quan nhưng nghĩ đến cuộc gặp với tô minh phong hôm nay nàng lại không cảm thấy vui tô minh phong và tạ cảnh hành có mối quan hệ tốt và chỉ có tạ cảnh hành dám đặt mạng sống mình vào tay hắn nếu họ là bạn tri kỷ thì chắc chắn họ sẽ hiểu lẫn nhau rõ ràng hôm nay tô minh phong chú ý đến vòng tay của nàng nói về hồ đầu hoàn điều này không phải là điều tốt chắc chắn họ đã trò chuyện về nàng thẩm diệu không biết có bao nhiêu người biết về thân phận của tạ cảnh hành tại minh tề nhưng nhìn vào cách tô minh phong phản ứng hắn không biết gì nếu hắn phát hiện ra tạ cảnh hành không chết chấm điều đó sẽ tạo ra nhiều rắc rối vào lúc nàng suy nghĩ nàng nghe thấy tiếng động từ cửa sổ nhìn lên một chàng trai mặc áo bảo tím vừa chạy qua con đường quen thuộc, sau đó đóng cửa sổ lại, ngăn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Tạ Cảnh Hành nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống trước bàn và tự rót một chén trà. Cảnh này quen thuộc với hắn như là ở trong phòng của chính mình. Thẩm Diệu cảm thấy hơi ngượng ngùng về cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhưng nàng vẫn uống một hớp trà, nói, "Hôm nay ta tìm ngươi vì một việc." "Chuyện gì?" Tạ cảnh hành hỏi với một vẻ mặt bất cần. Thẩm diệu do dự một chút trước khi nói, Tô Minh Phong có thể đã nhận ra rằng ngươi vẫn còn sống. Tạ cảnh hành im lặng. Thẩm diệu giơ tay, chiếc vòng tay phỉ thúy trơn bóng long lanh. Tạ cảnh hành nhăn mày nhẹ, hắn vốn là người khá thông minh, nhưng lúc này hắn cảm thấy lạnh lẽo với cảm giác phả vào mặt. Thẩm diệu suy nghĩ, tạ cảnh hành bây giờ là người của đại lương, nhưng phải che giấu thân phận của mình dưới mặt nạ ai biết liệu tô minh phong có nhận ra hay không nàng sợ rằng nếu hắn nhận ra sẽ gây ra nhiều rắc rối tạ cảnh hành đã giúp nàng rất nhiều việc nàng làm giờ chỉ làm cho hắn phiền lòng thêm thầm diệu cảm thấy hối hận nàng suy nghĩ và nói nếu không chấm ta phải nghĩ ra một cách giải quyết không thể tạ cảnh hành từ chối mạnh mẽ nói Tô Minh Phong thông minh và sắc bén, không thể lừa dối được hắn. Thẩm Diệu đau đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút oán giận đối với tạ cảnh hành. Nếu con hổ đầu hoàn kia không tồn tại, liệu nàng có cần phải đối phó với tình huống như vậy không? Không lẽ nàng vô tình để Tô Minh Phong gặp được nàng? Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc này. Thế nào thì sao? Nàng hỏi tạ cảnh hành một cách không chắc chắn. Không cần phải quan tâm đến điều đó vậy thì ngươi không lo sợ sẽ gây phiền phức cho mình nàng cố gắng giấu đi cảm xúc của mình tô gia và minh tề quan gia nếu họ nhìn thấy ngươi như một đối thủ của quốc gia hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thẩm diệu không muốn tưởng tượng điều tồi tệ nhất nhưng nhìn vào cuộc chiến tranh âm thầm giữa các gia tộc nàng biết rằng những mối quan hệ này có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp tạ cảnh hành nhìn thẳng vào nàng mỉm cười ngươi đang lo lắng cho ta sao thẩm diệu giật mình cố gắng tỏ ra bình tĩnh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi sau đó nàng nhớ thêm nhưng hiện tại chúng ta đều trên cùng một con thuyền nếu ngươi bị phát hiện khả năng sẽ không chỉ là vấn đề của riêng ngươi mà còn là của thẩm gia tạ cảnh hành cười nhẹ đừng lo ta và ngươi là bạn ta không bao giờ để ngươi gặp rắc rối thẩm diệu quen với sự tự tin của hắn nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình cảm thấy một chút lo lắng nàng luôn nghĩ rằng khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng của tạ cảnh hành luôn toát lên một vẻ cao quý và đẳng cấp nhưng hôm nay nàng cảm thấy điều đó không còn như xưa thẩm diệu đang suy nghĩ đột nhiên tạ cảnh hành chạm nhẹ vào đầu nàng đừng cởi vòng tay nếu người đeo nó sẽ không bị phát hiện thẩm diệu không thích ai chạm vào đầu mình đặc biệt là khi nàng là một hoàng hậu và việc này có thể dẫn đến những tin đồn không mong muốn nhưng hôm nay nàng thậm chí cảm thấy không muốn phản đối tạ cảnh hành nữa nàng lắng nghe sau đó thở dài hôm nay nàng không muốn nghĩ quá nhiều tạ cảnh hành đứng dậy nếu ngươi có việc gấp ta sẽ đi trước hắn nói nếu có vấn đề gì hãy gọi tòng dương hắn giờ là ám vệ của ngươi không cần phải mở cửa chờ ta khi nào ta đã đến sẽ đánh thức ngươi thẩm diệu không cảm thấy gì lạ khi nghe điều này sau khi tạ cảnh hành rời đi nàng mới nhận ra rằng lời của hắn có vẻ ám muội một chút nàng nghĩ đến lời tạ cảnh hành và thử kêu một tiếng tòng dương ngay lập tức một người lính đeo áo đen xuất hiện dường như đã đợi sẵn ở gần thẩm diệu bối rối ngươi suốt ngày ở đây sao tòng dương giải thích ta ở trên cây ngoài kia thiếu phu nhân kêu người luyện võ nhỏ giọng cũng có thể nghe thấy thẩm diệu tỏ ra ngạc nhiên ngươi gọi ta là gì tòng dương trả lời lịch thiệp thiếu phu nhân thẩm diệu phản đối không nên gọi ta như vậy tuy nhiên tòng dương không thay đổi giả thiếu phu nhân thẩm diệu cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó nàng bất giác hỏi vậy tạ cảnh hành đi làm gì Tòng Dương trả lời, ta không biết. Thẩm Diệu nhận ra rằng nếu ngay cả Tòng Dương cũng không biết, có lẽ tạ cảnh hành đã không đưa hắn đến đây để giám sát nàng. Nàng đoán đến một số ý nghĩ trong đầu mình và cảm thấy không thoải mái. Sau khi tạ cảnh hành rời đi, nàng nhờ thiết y truyền tin đến quý vũ thư qua Tòng Dương. Quý vũ thư thường xuyên tạo ra rối loạn, nàng muốn hắn rời khỏi đại lương. Thẩm Diệu đã bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề. Sau khi trở về cung, mặc dù Sương Hàng cố gắng ma sát một tảng đá, nhưng không thành nàng hình. Đúng lúc đó, Phó Tu Nghi xuất hiện, và tất cả mọi người trong hậu cung đều muốn tổ chức một buổi vũ hội để giải trí cho Hoàng đế. Mỗi mỹ nhân biểu diễn một bài hát hoặc một điệu múa để làm vui lòng Hoàng đế. Khi đến lượt Thẩm Diệu, nàng mang đến một bộ đồ sơn hà theo. Nàng là Hoàng hậu, và việc hát và khiêu vũ kia chính là bộ dáng không đoan trang. Bộ đồ sơn hà nàng mặc rất lộng lẫy và phó tu nghi rõ ràng thích. Quần thần cũng tán dương. Tuy nhiên, mi phu nhân không tha thứ, đề nghị nàng gảy một bài đàn. Thẩm diệu không muốn, nhưng nàng nhìn về phía phó tu nghi để xin giúp đỡ. Phó tu nghi chỉ hời hợt, nếu mi nhi có hứng thú, hoàng hậu liền vì chẫm gảy một khúc đi, chậm cũng rất nhiều năm chưa từng nghe ngươi đánh đàn. Thẩm diệu cảm thấy quá bắt, đành gảy một khúc đàn. Dù nàng đã học chơi đàn từ lâu, tuy rằng không bị kịp tiếng đàn lay động của mi phu nhân, nhưng cũng có thể nghe được. Nhưng vẫn là trêu đến quần thần chê trách, cung tần chế nhạo, mọi người chỉ chỉ trò trò. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là vì đôi tay của thẩm diệu khi gảy đàn không quá đẹp? vì nàng làm việc nhiều năm nên đôi tay nàng trở nên thô kệch với nhiều vết chai điều này khác hoàn toàn so với tay mềm mại và yêu mỹ của hoàng hậu mà lại giống tay của phụ nữ ở làng quê so với đôi tay mềm mại và trắng nõn của những người khác đôi tay của thầm diệu trở nên rất xấu nàng không sợ bị chỉ trích về vẻ ngoài của mình nhưng nàng sợ rằng việc này cũng ảnh hưởng đến uyển du và phó minh khi nàng gảy đàn nàng nhìn thấy mi phu nhân cười và phó tu nghi mặt lạnh lùng trong lòng nàng muốn khóc nhưng nàng không thể vì nàng muốn là một hoàng hậu đoan trang nàng không để ý đến vẻ ngoài của mình quay trở lại khôn ninh cung và làm xương hàng cầm gấp đôi ma sát cát đá tuy nhiên nàng không may làm rơi mất một tầng là đàm thấy thẩm diệu muốn cái gì không biết nghĩ tới như vậy xuất thần và hỏi tiểu biểu mũi. Thẩm Diệu nhìn thấy tấm hỉ thước nháo xuân đồ án của mình đã bị cắt hỏng và cười mỉa mai. Sau khi trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ, tay nàng vẫn mềm mại nhưng có vẻ như còn tồn tại một số vết thương cũ, giống như cái kén. Thẩm Diệu ném cái kéo và nói, "Không cần cắt nữa." La Đàm ngạc nhiên và hỏi, "Tại sao vậy?" Thẩm Diệu nói rằng nếu cắt nữa, có thể sẽ làm tổn thương cho đôi tay nàng. La Đàm cười và nói, "Ồ, có lẽ nàng tự gọi mình là Kiều Kiều là đúng. Thẩm Diệu nhấm nháp chén trà và bỗng thấy Cốc Vũ từ bên ngoài đi vào và nói, "Nàng nương, phu nhân muốn nàng vào chính đường." La Tuyết Nhạn hôm nay không có thượng quan, nên ở trong phủ. Thẩm Diệu hỏi, "Nương có chuyện gì phải gọi ta sao?" Cốc Vũ lưỡng lự một chút, nói, "Nô tỳ cũng không biết, chỉ là Tô gia phu nhân đến thăm chúng ta trong phủ." hiện đang tại chính đường nói chuyện với phu nhân. Tô ra, thẩm diệu ngừng động tác trên tay, đặt chén trà xuống, nói, bình nam bá tô ra. Đúng vậy, bên trong chính đường, La Tuyết Nhạn đang trò chuyện với tô phu nhân. Tô phu nhân đến hôm nay không phải đến tay không, bởi bà đã thu được hai con tuyết tước nhi, loại tuyết này chỉ có ở Bắc Quốc. Tô phu nhân lo lắng rằng không thể nuôi chúng tốt, và biết la tuyết nhạn là người ở tây bắc nên đặc biệt đến hỏi cách nuôi chúng ban đầu la tuyết nhạn nghĩ tô phu nhân đang nói đùa nhưng sau khi nhìn thấy bà ta thật lòng không hề có dấu hiệu trêu đùa bà ta còn nói về việc trồng cây và trồng rau ở nông thôn thể hiện tinh thần chân thành trong quá khứ gia đình thẩm và gia đình tô từng có mâu thuẫn với nhau thậm chí tô gia còn tìm cách làm hại thẩm gia mặc dù sau đó họ làm lành nhưng la tuyết nhạn vẫn nhớ rõ sau khi trò chuyện một lúc la tuyết nhạn cảm thấy nên mời thẩm diệu ra để gặp khách nhưng bà lại cảm thấy hoang mang liệu đó có phải là do gia đình tô muốn tìm cách làm ăn chui sau lưng lâm an hầu và giờ muốn níu kéo gia đình thẩm không khi cuối cùng có người thông báo rằng tiểu thư đã đến tô phu nhân liền ngẩng đầu hướng về phía cửa nhìn một nàng gái mặc áo quần màu vàng nhạt nhỏ nhắn và tuấn tú bước vào với sự linh động, trải tóc lên cao và trang trí với hai chiếc vòng tai chân châu, bên cạnh còn có một chiếc thỏi màu đỏ. Tô Phu Nhân Chấm Bà không ngờ rằng Tô Minh Phong lại yêu thích một nàng gái như vậy. Rất là hoạt bát bất tuân. Nàng gái đó nhìn thấy La Tuyết Nhạn, cười và nói, tiểu nàng. Tiểu nàng, Tô Phu Nhân sừng sốt khi nhìn thấy cả hai nàng gái, La Đàm và Thẩm Diệu, đứng sau lưng La Tuyết Nhạn. Nàng gái ăn mặc sang trọng, với chiếc váy dài màu vàng nhạt kết hợp với viền biên hoa đinh hương nổi bật, áo nhỏ nhắn và áo choàng màu trắng tinh khôi. Da của nàng mịn màng như trứng gà, đôi mắt sáng lung linh, mũi nhỏ và miệng nhỏ, tạo nên vẻ đẹp dễ thương và cuốn hút. Tuy nhiên, nàng lại tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm và đáng yêu. Nàng gái kia quay lại nhìn La Tuyết Nhạn và gọi nàng là nương, sau đó nhìn về phía Tô Phu Nhân. La Tuyết Nhạn nhanh chóng giới thiệu, đây là phu nhân của Tô gia từ Bình Nam Bá. Đây là nhi nữ và chất nữ, La Đàm. Thẩm Diệu và La Đàm lập tức cúi đầu phụng lễ với Tô phu nhân. Tô phu nhân chưa từng gặp La Tuyết Nhạn tại cung điện, chỉ nghe nói về sự xung đột giữa Thẩm Diệu và nàng Ninh Chúa Minh An. Bà không nghĩ rằng Thẩm Diệu là người dịu dàng, vì vậy khi nghe Tô Minh Lãng kể về ý định kết hôn với Thẩm Diệu, bà cảm thấy lo lắng tuy nhiên bà muốn kiểm tra bằng cách gửi thiệp bởi bà coi trọng chuyện gia đình hơn bà nghĩ rằng thẩm diệu là một người kiêu căng nhưng khi gặp trực tiếp bà thấy nàng ấy có vẻ trầm tĩnh và đáng yêu hơn bà cười trong tay áo lấy ra hai cái hầu bao trao nó cho thẩm diệu và la đàm nói thẩm phu nhân thực sự rất tài năng con gái và cháu gái của bà đều rất xinh đẹp lúc nãy trước khi gặp ta còn buồn bực giờ nhìn thấy hai tiểu tiên nữ đây Thẩm phu nhân thực sự là có phúc lớn. La Đàm và Thẩm Diệu đều nhìn hầu bao trong tay khá mờ mịt. Giờ cũng không phải lễ Tết để nhận hầu bao. Thẩm Diệu nghĩ rằng có thể có gì đó đã xảy ra với Tô Minh Phong, và liệu sự kiện này có liên quan đến việc Tô gia và Thẩm gia gặp nhau. La Tuyết Nhạn cảm thấy ngần ngại khi nhìn vào hầu bao, bà muốn phản đối nhưng lại bị Tô phu nhân đè lại tay, nói nếu ngươi từ chối thì ta sẽ buồn đây ta thấy cả hai nàng gái này đều rất lịch thiệp và xinh đẹp và ta rất thích họ chỉ là buổi gặp mặt này là một sự kiện nhỏ và mọi người đều nói thẩm phu nhân rất phóng khoáng không nên làm cho mọi thứ trở nên quá cầu kỳ nàng thêm một cụm nếu ta có thêm hai nàng con gái thì tuyệt vời biết mấy la tuyết nhạn thực sự cảm thấy khó xử khi bị tô phu nhân đưa ra tình huống này nàng chỉ có thể đáp lại quý phủ cũng có hai đứa con trai cũng cực kỳ ưu tú còn gì. Nơi nào cũng có những ưu tú của mình. Mình lãng vô cùng bất hảo, không biết tiến thủ, luôn hồ đồ như cha hắn. Ta cũng không thể kiềm chế được hắn. Ta đã nghe nói về khâu ca nhi từ khi còn nhỏ, và ta nghe đồn là hắn rất thông minh và hiểu biết. Ta thật sự ngưỡng mộ người A. Không phải là còn có minh phong nữa sao? La tuyết nhạn mỉm cười. Quý phủ đại thiếu gia là một thiếu niên tài năng. Tô phu nhân cảm thấy vui vẻ và nhìn về phía thẩm diệu và la đàm, nói, hai vị nàng nương nhà ngươi, chúng ta đều nói chuyện nhàm chán. Các ngươi nghe cũng cảm thấy phiền, tốt nhất tự mình đi chơi thôi. Ta cùng phu nhân đây tiếp tục tâm sự. Việc này rõ ràng là để đẩy thẩm diệu và la đàm ra ngoài. Thẩm diệu càng cảnh giác hơn, khi nghe đến tô minh phong, tô phu nhân lại muốn đẩy nàng đi. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Tô phu nhân thực sự đến đây vì chuyện hôm qua. Thẩm Diệu và La Đàm rời khỏi chính đường, Thẩm Diệu dựa lưng vào tường, nhỏ giọng nói, Tổng Dương, đi nghe lén xem các nàng đang nói gì. Nàng biết rằng Tổng Dương sẽ nghe thấy dù nàng nói nhỏ. La Đàm thấy vậy, hỏi, tiểu biểu muội, ngươi lại đang to nhỏ nói gì đó đây? Trong chính đường, Tô phu nhân ôm ngực, phiền muộn liếc nhìn La Tuyết Nhạn nói, không giấu phu nhân, minh phong thực sự là một người không tệ nhiều năm qua từ nhỏ đến lớn nó không làm ta và cha nó lo lắng đúng là một nhân tài học thức cao tuổi còn trẻ đã vào sĩ lại còn hiếu thuận biết lễ ở định kinh không dễ gì tìm được người thứ hai như nó la tuyết nhạn mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ lúc trước còn khen thầm khâu giờ lại nói con trai mình là người giỏi nhất định kinh sao có thể khoe khoang như vậy chứ đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy tô phu nhân thở dài một tiếng, nói, chính là một điều không ổn, con trai ta rất cố chấp, yêu thích một thứ là không thể chấp nhận những thứ khác. Cho đến giờ vẫn chưa thành thân, thật là phiền lòng quá. 164. Nhìn nhau. Ban đêm, một cơn gió nổi lên, tạo ra cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Tại Phủ Duệ Vương, Cao Dương vừa cầm một phong thuê đọc một cách say xưa thẩm diệu sinh sống tại thẩm trạch mặc dù số lượng lính vệ của gia đình thẩm không ít và họ cũng không yếu nhưng vì nhiều lý do khác nhau nguy cơ vẫn luôn đe dọa từ mọi phía không cho phép bất kỳ sự lơi lỏng nào tạ cảnh hành đã điều một số ám vệ từ quân mặc vũ đến và âm thầm theo dõi thẩm diệu đảm bảo rằng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra các ám vệ thuộc về tòng dương trong quân mặc vũ là những thám tử hàng đầu có kỹ năng điều tra và thu thập tin tức tốt nhất, nhưng họ cũng có một điểm yếu, đó là hay nhân nhượng và thích trò chuyện. Mỗi ngày, họ phải báo cáo cho tạ cảnh hành về mọi hành động của thẩm diệu. Thư này chủ yếu ghi lại những gì thẩm diệu làm trong ngày, ngoại trừ việc sửa nhà và làm vệ sinh không được ghi lại, mọi thứ khác đều được ghi chính xác. Cao Dương cảm thấy điều này rất kỳ quặc. Làm sao Tòng Dương lại có thể là người cẩn thận như vậy? hắn ta quan sát thẩm diệu đoàn người trên đường phố gặp Tô Minh Phong và nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong cách hành xử của họ. Mặc dù không biết Tô Minh Phong đã nhận ra điều gì, nhưng Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành đã có mối quan hệ giao tiếp trong nhiều năm, nên những biểu hiện lạ lùng như vậy lần này khiến anh cảm thấy không an tâm. Đúng lúc đó, Quý Vũ Thư đi ngang qua, cắn một quả táo và nhìn thấy Cao Dương đang cầm tờ giấy đờ ra, Quý Vũ Thư liền nhìn qua tuy nhiên quý vũ thư đọc sai chỗ quan trọng ồ thì ra tiểu thư thẩm thích tô minh phong à cao dương bị hoảng sợ khi quý vũ thư bất ngờ nói ra điều đó suýt nữa làm hắn ta ngã xuống từ băng ghế khi đã tỉnh táo lại hắn ta giận dữ nói cớ sao lại nói vô lý như thế người lá gan cũng quá nhỏ quý vũ thư vỗ vai hắn đừng cả ngày cầm cây quạt quạt qua quạt lại nữa học võ giỏi mới là chính đạo rồi hắn ta quay lại đề cập vấn đề trước đó và nói, là tiểu thư và tô thiếu gia thực sự rất xứng đôi. Tam ca đều quen biết cả hai, không bằng ngày nào ca làm ông Mai để họ có thêm cơ hội tiếp xúc. Cao Dương nhăn mày, ngươi nói họ đã là một đôi. Ngoài ra, ai đã nói rằng là đàm thích tô Minh Phong? Ta thấy họ rất hợp nhau. Quý Vũ Thư nói, cho anh ta nhìn vào một đoạn trong thư, ngươi xem, La Tiểu Thư quay về Tô Minh Phong nói, không hổ là hai huynh đệ, sinh ra đều giống nhau đẹp mắt. Người nói một chút, Tô Minh lãng liền không nói, La Tiểu Thư đây là biến đổi cách để lấy lòng Tô Minh Phong đấy. Không phải vậy thì sao ăn no rừng mỡ gọi một người mới gặp là, sinh ra đẹp mắt. May mắn là Tổng Dương là người nói chuyện nhiều, không chỉ báo cáo chuyện thầm dịu mà còn đem luôn cả lời nói của La Đàm viết lại. Quý Vũ Thư cũng coi như là nhân tài, cả một trang giấy chi chít chữ mà hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy câu này. Cao Dương đè thấp giọng nói, nói nhảm. Ngươi không hiểu, quý vũ thư lấy cây quạt của Cao Dương, học theo bộ dáng cao thâm khó giỏ của Cao Dương mà phe phẩy quạt, tỏ ra bộ dạng thông minh mà nói. Chỉ có bản thiếu gia ta đây đã duyệt qua cây SP các bụi hoa tường liễu mới có thể thấy rõ ràng tấm chân tình của nữ tử độ xuân thì. Ngươi thì biết cái gì? nếu như ngươi lấy lòng ta ta có thể cân nhắc dạy ngươi hắc si mùa đông thật khắc nghiệt quý vũ thư quạt quạt một chút liền hắt hơi một cái cao dương đoạt lại cây quạt không muốn để ý sẽ hắn vừa lúc đó tạ cảnh hành từ bên ngoài trở về phía sau còn theo thiết y cùng nam kỳ cũng không biết từ nơi nào trở về bộ dáng có chút phong trần mệt mỏi tam ca quý vũ thư nhiệt tình chào hỏi nhưng tạ cảnh hành không thèm liếc hắn một cái mặt lạnh lùng đi vào trong phòng nam kỳ và thiết y cũng lộ vẻ nghiêm nghị quý vũ thư không nhận ra tâm trạng không tốt của tạ cảnh hành tiếp tục nói tam ca thẩm ngũ tiểu thư xảy ra chuyện rồi tạ cảnh hành dừng bước cao mày nhìn về phía hắn cao dương cũng nhìn về phía quý vũ thư quý vũ thư hắng giọng nghiêm mặt nói vừa rồi ngươi xem tin tức tòng dương truyền về hôm nay thẩm ngũ tiểu thư ra ngoài gặp phải kẻ xấu, kẻ xấu ấy dám sờ soạn tay của thẩm ngũ tiểu thư. Cao Dương đỡ chán, chỉ nghe quý vũ thư lại hỏi, Tam Ca có biết kẻ xấu gan to bằng trời đó là ai không? Tự nhiên không ai đáp lời, nhưng Nam Kỳ và Thiết Y đều căng thẳng không ngớt. Thẩm ngũ tiểu thư là người mà chủ tử nhà họ vừa ý, ai lại dám ăn gan hùm mật gấu mà sờ soạn tay thẩm ngũ tiểu thư? quý vũ thư tan nát cõi lòng nói là tô minh phong là huynh đệ sống chết có nhau của tam ca hắn dám đào góc tường của tam ca thật là bất nhân bất nghĩa không biết xấu hổ nam kỳ và thiết y sững sờ tạ cảnh hành ánh mắt lạnh lẽo cao dương thẳng thắn nắm cây quạt che mặt căn bản không muốn nhìn quý vũ thư làm trò ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu thầm rượu buồn bực ngán ngầm dưới đèn đọc sách thỉnh thoảng nàng nhìn lên một chút qua cửa sổ trời rất lạnh cửa sổ mở toang nàng suy tính liệu tạ cảnh hành ở trong thẩm trạch có người không thẩm diệu cảm thấy điều này không quan trọng lắm thẩm tín và la tuyết nhạn thường không ở trong phủ làm việc và thẩm khâu thì càng không cần phải nói không có bí mật gì trong thẩm trạch nên việc tạ cảnh hành đến đây cũng không liên quan nhiều hơn việc trông nom điều quan trọng là không cần phải mời thêm vệ sĩ không cần thiết nếu tạ cảnh hành bây giờ có bất kỳ hoạt động nào như mở cửa sổ nàng nghĩ hắn sẽ thông báo cho chủ nhân của mình tức nàng nhưng mà điều này cũng không nghĩa là tạ cảnh hành có việc gì quan trọng đang chờ đợi nàng thẩm diệu suy nghĩ lạc quan nhưng nghĩ đến cuộc gặp với tô minh phong hôm nay nàng lại không cảm thấy vui tô minh phong và tạ cảnh hành có mối quan hệ tốt và chỉ có tạ cảnh hành dám đặt mạng sống mình vào tay hắn nếu họ là bạn tri kỷ thì chắc chắn họ sẽ hiểu lẫn nhau rõ ràng hôm nay tô minh phong chú ý đến vòng tay của nàng nói về hồ đầu hoàn điều này không phải là điều tốt chắc chắn họ đã trò chuyện về nàng thẩm diệu không biết có bao nhiêu người biết về thân phận của tạ cảnh hành tại minh tề nhưng nhìn vào cách tô minh phong phản ứng hắn không biết gì nếu hắn phát hiện ra tạ cảnh hành không chết chấm điều đó sẽ tạo ra nhiều rắc rối vào lúc nàng suy nghĩ nàng nghe thấy tiếng động từ cửa sổ nhìn lên một chàng trai mặc áo bảo tím vừa chạy qua con đường quen thuộc sau đó đóng cửa sổ lại ngăn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào tạ cảnh hành nhanh chóng tiến lại gần ngồi xuống trước bàn và tự rót một chén trà cảnh này quen thuộc với hắn như là ở trong phòng của chính mình thẩm diệu cảm thấy hơi ngượng ngùng về cảm giác kỳ lạ trong lòng nhưng nàng vẫn uống một hớp trà nói hôm nay ta tìm ngươi vì một việc. Chuyện gì? Tạ cảnh hành hỏi với một vẻ mặt bất cần. Thẩm diệu do dự một chút trước khi nói, Tô Minh Phong có thể đã nhận ra rằng ngươi vẫn còn sống. Tạ cảnh hành im lặng. Thẩm diệu giơ tay, chiếc vòng tay phỉ thúy trơn bóng long lanh. Tạ cảnh hành nhăn mày nhẹ, hắn vốn là người khá thông minh, nhưng lúc này hắn cảm thấy lạnh lẽo với cảm giác phả vào mặt. Thẩm diệu suy nghĩ, Tạ Cảnh Hành bây giờ là người của Đại Lương, nhưng phải che giấu thân phận của mình dưới mặt nạ. Ai biết Liệu Tô Minh Phong có nhận ra hay không, nàng sợ rằng nếu hắn nhận ra sẽ gây ra nhiều rắc rối. Tạ Cảnh Hành đã giúp nàng rất nhiều, việc nàng làm giờ chỉ làm cho hắn phiền lòng thêm. Thẩm Diệu cảm thấy hối hận. Nàng suy nghĩ và nói, nếu không. Chấm. Ta phải nghĩ ra một cách giải quyết. Không thể Tạ cảnh hành từ chối mạnh mẽ, nói, Tô Minh Phong thông minh và sắc bén, không thể lừa dối được hắn. Thẩm diệu đau đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút oán giận đối với tạ cảnh hành. Nếu con hổ đầu hoàn kia không tồn tại, liệu nàng có cần phải đối phó với tình huống như vậy không? Không lẽ nàng vô tình để Tô Minh Phong gặp được nàng? Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc này. Thế nào thì sao? nàng hỏi tạ cảnh hành một cách không chắc chắn. Không cần phải quan tâm đến điều đó. Vậy thì ngươi không lo sợ sẽ gây phiền phức cho mình. Nàng cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, tô gia và minh tề quan gia, nếu họ nhìn thấy ngươi như một đối thủ của quốc gia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm diệu không muốn tưởng tượng điều tồi tệ nhất, nhưng nhìn vào cuộc chiến tranh âm thầm giữa các gia tộc, nàng biết rằng những mối quan hệ này có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp tạ cảnh hành nhìn thẳng vào nàng mỉm cười ngươi đang lo lắng cho ta sao thẩm diệu giật mình cố gắng tỏ ra bình tĩnh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi sau đó nàng nhớ thêm nhưng hiện tại chúng ta đều trên cùng một con thuyền nếu ngươi bị phát hiện khả năng sẽ không chỉ là vấn đề của riêng ngươi mà còn là của thẩm gia tạ cảnh hành cười nhẹ đừng lo ta và ngươi là bạn ta không bao giờ để ngươi gặp rắc rối thẩm diệu quen với sự tự tin của hắn nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình cảm thấy một chút lo lắng nàng luôn nghĩ rằng khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng của tạ cảnh hành luôn toát lên một vẻ cao quý và đẳng cấp nhưng hôm nay nàng cảm thấy điều đó không còn như xưa thẩm diệu đang suy nghĩ đột nhiên tạ cảnh hành chạm nhẹ vào đầu nàng đừng cởi vòng tay nếu ngươi đeo nó sẽ không bị phát hiện thẩm diệu không thích ai chạm vào đầu mình đặc biệt là khi nàng là một hoàng hậu và việc này có thể dẫn đến những tin đồn không mong muốn nhưng hôm nay nàng thậm chí cảm thấy không muốn phản đối tạ cảnh hành nữa nàng lắng nghe sau đó thở dài hôm nay nàng không muốn nghĩ quá nhiều tạ cảnh hành đứng dậy nếu ngươi có việc gấp ta sẽ đi trước hắn nói nếu có vấn đề gì hãy gọi tòng dương hắn giờ là ám vệ của ngươi không cần phải mở cửa chờ ta khi nào ta đã đến sẽ đánh thức ngươi thẩm diệu không cảm thấy gì lạ khi nghe điều này sau khi tạ cảnh hành rời đi nàng mới nhận ra rằng lời của hắn có vẻ ám muội một chút nàng nghĩ đến lời tạ cảnh hành và thử kêu một tiếng tòng dương ngay lập tức một người lính đeo áo đen xuất hiện dường như đã đợi sẵn ở gần thẩm diệu bối rối ngươi suốt ngày ở đây sao tòng dương giải thích ta ở trên cây ngoài kia thiếu phu nhân kêu người luyện võ nhỏ giọng cũng có thể nghe thấy thẩm diệu tỏ ra ngạc nhiên người gọi ta là gì tòng dương trả lời lịch thiệp thiếu phu nhân thẩm diệu phản đối không nên gọi ta như vậy tuy nhiên tòng dương không thay đổi dạ thiếu phu nhân thẩm diệu cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó nàng bất giác hỏi vậy tạ cảnh hành đi làm gì Tòng Dương trả lời, ta không biết. Thẩm Diệu nhận ra rằng nếu ngay cả Tòng Dương cũng không biết, có lẽ tạ cảnh hành đã không đưa hắn đến đây để giám sát nàng. Nàng đoán đến một số ý nghĩ trong đầu mình và cảm thấy không thoải mái. Sau khi tạ cảnh hành rời đi, nàng nhờ thiết y truyền tin đến quý vũ thư qua Tòng Dương. Quý vũ thư thường xuyên tạo ra rối loạn, nàng muốn hắn rời khỏi đại lương. Thẩm Diệu đã bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề. Sau khi trở về cung, mặc dù Sương Hàng cố gắng ma sát một tảng đá, nhưng không thành nàng hình. Đúng lúc đó, Phó Tu Nghi xuất hiện, và tất cả mọi người trong hậu cung đều muốn tổ chức một buổi vũ hội để giải trí cho Hoàng đế. Mỗi mỹ nhân biểu diễn một bài hát hoặc một điệu múa để làm vui lòng Hoàng đế. Khi đến lượt Thẩm Diệu, nàng mang đến một bộ đồ sơn hà theo. Nàng là hoàng hậu, và việc hát và khiêu vũ kia chính là bộ dáng không đoan trang. Bộ đồ sơn hà nàng mặc rất lộng lẫy, và phó tu nghi rõ ràng thích. Quần thần cũng tán dương. Tuy nhiên, mi phu nhân không tha thứ, đề nghị nàng gảy một bài đàn. Thẩm diệu không muốn, nhưng nàng nhìn về phía phó tu nghi để xin giúp đỡ. Phó tu nghi chỉ hời hợt, nếu mi nhi có hứng thú, hoàng hậu liền vì chẫm gảy một khúc đi chậm cũng rất nhiều năm chưa từng nghe ngươi đánh đàn. Thẩm diệu cảm thấy quá bắt, đành gảy một khúc đàn. Dù nàng đã học chơi đàn từ lâu, tuy rằng không bị kịp tiếng đàn lay động của mi phu nhân, nhưng cũng có thể nghe được. Nhưng vẫn là trêu đến quần thần chê trách, cung tần chế nhạo, mọi người chỉ chỉ trò trò. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là vì đôi tay của thẩm diệu khi gảy đàn không quá đẹp? vì nàng làm việc nhiều năm nên đôi tay nàng trở nên thô kệch với nhiều vết chai điều này khác hoàn toàn so với tay mềm mại và yêu mỹ của hoàng hậu mà lại giống tay của phụ nữ ở làng quê so với đôi tay mềm mại và trắng nõn của những người khác đôi tay của thầm diệu trở nên rất xấu nàng không sợ bị chỉ trích về vẻ ngoài của mình nhưng nàng sợ rằng việc này cũng ảnh hưởng đến uyển du và phó minh khi nàng gảy đàn Nàng nhìn thấy mi phu nhân cười và phó tu nghi mặt lạnh lùng, trong lòng nàng muốn khóc. Nhưng nàng không thể, vì nàng muốn là một hoàng hậu đoan trang. Nàng không để ý đến vẻ ngoài của mình, quay trở lại khôn ninh cung và làm xương hàng cầm gấp đôi ma sát cát đá. Tuy nhiên, nàng không may làm rơi mất một tầng. Là đàm thấy thẩm diệu muốn cái gì không biết nghĩ tới như vậy xuất thần, và hỏi, tiểu biểu mũi thẩm diệu nhìn thấy tấm hỉ thước nháo xuân đồ án của mình đã bị cắt hỏng và cười mỉa mai sau khi trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ tay nàng vẫn mềm mại nhưng có vẻ như còn tồn tại một số vết thương cũ giống như cái kén thẩm diệu ném cái kéo và nói không cần cắt nữa la đàm ngạc nhiên và hỏi tại sao vậy thẩm diệu nói rằng nếu cắt nữa có thể sẽ làm tổn thương cho đôi tay nàng la đàm cười và nói ồ có lẽ nàng tự gọi mình là Kiều Kiều, là đúng. Thẩm Diệu nhấm nháp chén trà và bỗng thấy cốc vũ từ bên ngoài đi vào và nói, nàng nương, phu nhân muốn nàng vào chính đường. La tuyết nhạn hôm nay không có thượng quan, nên ở trong phủ. Thẩm Diệu hỏi, nương có chuyện gì phải gọi ta sao? Cốc vũ lưỡng lự một chút, nói, nô tỳ cũng không biết, chỉ là tô gia phu nhân đến thăm chúng ta trong phủ, hiện đang tại chính đường nói chuyện với phu nhân. Tô ra, thẩm diệu ngừng động tác trên tay, đặt chén trà xuống, nói, bình nam bá tô ra. Đúng vậy, bên trong chính đường, La Tuyết Nhạn đang trò chuyện với tô phu nhân. Tô phu nhân đến hôm nay không phải đến tay không, bởi bà đã thu được hai con tuyết tước nhi, loại tuyết này chỉ có ở Bắc Quốc. Tô phu nhân lo lắng rằng không thể nuôi chúng tốt, và biết la tuyết nhạn là người ở tây bắc nên đặc biệt đến hỏi cách nuôi chúng ban đầu la tuyết nhạn nghĩ tô phu nhân đang nói đùa nhưng sau khi nhìn thấy bà ta thật lòng không hề có dấu hiệu trêu đùa bà ta còn nói về việc trồng cây và trồng rau ở nông thôn thể hiện tinh thần chân thành trong quá khứ gia đình thẩm và gia đình tô từng có mâu thuẫn với nhau thậm chí tô gia còn tìm cách làm hại thẩm gia mặc dù sau đó họ làm lành nhưng La Tuyết Nhạn vẫn nhớ rõ. Sau khi trò chuyện một lúc, La Tuyết Nhạn cảm thấy nên mời Thẩm Diệu ra để gặp khách. Nhưng bà lại cảm thấy hoang mang, liệu đó có phải là do gia đình Tô muốn tìm cách làm ăn chui sau lưng Lâm An Hầu và giờ muốn níu kéo gia đình Thẩm không? Khi cuối cùng có người thông báo rằng tiểu thư đã đến, Tô phu nhân liền ngẩng đầu, hướng về phía cửa nhìn. Một nàng gái mặc áo quần màu vàng nhạt, nhỏ nhắn và tuấn tú bước vào với sự linh động, trải tóc lên cao và trang trí với hai chiếc vòng tai chân châu, bên cạnh còn có một chiếc thỏi màu đỏ. Tô Phu Nhân Chấm Bà không ngờ rằng Tô Minh Phong lại yêu thích một nàng gái như vậy. Rất là hoạt bát bất tuân. Nàng gái đó nhìn thấy La Tuyết Nhạn, cười và nói, tiểu nàng. Tiểu nàng, Tô Phu Nhân sừng sốt khi nhìn thấy cả hai nàng gái, La Đàm và Thẩm Diệu, đứng sau lưng La Tuyết Nhạn. Nàng gái ăn mặc sang trọng, với chiếc váy dài màu vàng nhạt kết hợp với viền biên hoa đinh hương nổi bật, áo nhỏ nhắn và áo choàng màu trắng tinh khôi. Da của nàng mịn màng như trứng gà, đôi mắt sáng lung linh, mũi nhỏ và miệng nhỏ, tạo nên vẻ đẹp dễ thương và cuốn hút. Tuy nhiên, nàng lại tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm và đáng yêu. Nàng gái kia quay lại nhìn La Tuyết Nhạn và gọi nàng là nương, sau đó nhìn về phía Tô Phu Nhân. La Tuyết Nhạn nhanh chóng giới thiệu, đây là phu nhân của Tô gia từ Bình Nam bá. Đây là nhi nữ và chất nữ, La Đàm. Thẩm Diệu và La Đàm lập tức cúi đầu phụng lễ với Tô phu nhân. Tô phu nhân chưa từng gặp La Tuyết Nhạn tại cung điện, chỉ nghe nói về sự xung đột giữa Thẩm Diệu và nàng Ninh Chúa Minh An. Bà không nghĩ rằng Thẩm Diệu là người dịu dàng, vì vậy khi nghe Tô Minh Lãng kể về ý định kết hôn với Thẩm Diệu, bà cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, bà muốn kiểm tra bằng cách gửi thiệp, bởi bà coi trọng chuyện gia đình hơn. Bà nghĩ rằng Thẩm Diệu là một người kiêu căng, nhưng khi gặp trực tiếp, bà thấy nàng ấy có vẻ trầm tĩnh và đáng yêu hơn. Bà cười trong tay áo lấy ra hai cái hầu bao trao nó cho Thẩm Diệu và La Đàm, nói: "Thẩm phu nhân thực sự rất tài năng, con gái và cháu gái của bà đều rất xinh đẹp." Lúc nãy trước khi gặp ta còn buồn bực, giờ nhìn thấy hai tiểu tiên nữ đây, Thẩm phu nhân thực sự là có phúc lớn. La Đàm và Thẩm Diệu đều nhìn hầu bao trong tay khá mờ mịt. Giờ cũng không phải lễ Tết để nhận hầu bao. Thẩm Diệu nghĩ rằng có thể có gì đó đã xảy ra với Tô Minh Phong và liệu sự kiện này có liên quan đến việc Tô gia và Thẩm gia gặp nhau. La Tuyết Nhạn cảm thấy ngần ngại khi nhìn vào hầu bao, bà muốn phản đối nhưng lại bị Tô phu nhân đè lại tay, nói nếu ngươi từ chối thì ta sẽ buồn đây. Ta thấy cả hai nàng gái này đều rất lịch thiệp và xinh đẹp, và ta rất thích họ. Chỉ là buổi gặp mặt này là một sự kiện nhỏ, và mọi người đều nói thẩm phu nhân rất phóng khoáng, không nên làm cho mọi thứ trở nên quá cầu kỳ. Nàng thêm một cụm, nếu ta có thêm hai nàng con gái thì tuyệt vời biết mấy. Là tuyết nhạn thực sự cảm thấy khó xử khi bị tô phu nhân đưa ra tình huống này. Nàng chỉ có thể đáp lại, quý phủ cũng có hai đứa con trai, cũng cực kỳ ưu tú còn gì. Nơi nào cũng có những ưu tú của mình. Mình lãng vô cùng bất hảo, không biết tiến thủ, luôn hồ đồ như cha hắn. Ta cũng không thể kiềm chế được hắn. Ta đã nghe nói về khâu ca nhi từ khi còn nhỏ, và ta nghe đồn là hắn rất thông minh và hiểu biết, ta thật sự ngưỡng mộ người A. Không phải là còn có minh phong nữa sao? La tuyết nhạn mỉm cười. Quý phủ đại thiếu gia là một thiếu niên tài năng. Tô phu nhân cảm thấy vui vẻ và nhìn về phía Thẩm Diệu và La Đàm, nói: "Hai vị nàng nương nhà ngươi, chúng ta đều nói chuyện nhàm chán. Các ngươi nghe cũng cảm thấy phiền, tốt nhất tự mình đi chơi thôi." Ta cùng phu nhân đây tiếp tục tâm sự. Việc này rõ ràng là để đẩy Thẩm Diệu và La Đàm ra ngoài. Thẩm Diệu càng cảnh giác hơn, khi nghe đến Tô Minh Phong, Tô phu nhân lại muốn đẩy nàng đi. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Tô phu nhân thực sự đến đây vì chuyện hôm qua. Thẩm Diệu và La Đàm rời khỏi chính đường, Thẩm Diệu dựa lưng vào tường, nhỏ giọng nói, Tổng Dương, đi nghe lén xem các nàng đang nói gì. Nàng biết rằng Tổng Dương sẽ nghe thấy dù nàng nói nhỏ. La Đàm thấy vậy, hỏi, tiểu biểu muội, ngươi lại đang to nhỏ nói gì đó đây? Trong chính đường, Tô phu nhân ôm ngực, phiền muộn liếc nhìn La Tuyết Nhạn nói, không giấu phu nhân, minh phong thực sự là một người không tệ nhiều năm qua từ nhỏ đến lớn nó không làm ta và cha nó lo lắng đúng là một nhân tài học thức cao tuổi còn trẻ đã vào sĩ lại còn hiếu thuận biết lễ ở định kinh không dễ gì tìm được người thứ hai như nó la tuyết nhạn mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ lúc trước còn khen thầm khâu giờ lại nói con trai mình là người giỏi nhất định kinh sao có thể khoe khoang như vậy chứ đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy Tô phu nhân thở dài một tiếng, nói, chính là một điều không ổn, con trai ta rất cố chấp, yêu thích một thứ là không thể chấp nhận những thứ khác. Cho đến giờ vẫn chưa thành thân, thật là phiền lòng quá. 165. Phượng Mệnh. La Tuyết nhạn giật mình kinh hãi, không hiểu tại sao Tô phu nhân đột nhiên nói những lời đáng sợ như vậy. Bà thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là chưa thành thân thôi mà đâu có nghiêm trọng như nữ tử lo lắng về tuổi thanh xuân trôi qua. Tô Minh Phong tài mạo đều xuất sắc, việc kén chọn một chút cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, thấy Tô Phu Nhân khổ sở như vậy, bà vẫn cố gắng an ủi, Phu Nhân không cần quá lo lắng, nhìn khâu nhi nhà chúng ta cũng chưa cưới vợ mà. Chọn vợ cũng cần phải kỹ càng, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Nếu vội vã chọn rồi sau này phát hiện không thích hợp, chẳng phải hại cả đôi bên sao phu nhân nói đúng lắm. Tô phu nhân nắm tay la tuyết nhạn, cười nói, con cháu tự có phúc của con cháu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Minh Phong lại là đứa khó chịu miệng hồ lô, có chuyện gì cũng không nói với ta, ta chẳng biết ý nghĩ của nó ra sao. La tuyết nhạn nghe cũng chỉ đáp qua loa, bà từng thấy Tô Minh Phong, cậu ta rất giỏi ăn nói, biện luận sắc bén. Gọi là khó chịu miệng hồ lô thì Tô Phu Nhân cũng thật dám nói bà thực sự không muốn tiếp tục đàm luận việc nhà của người khác, liền truyền đề tài, tô phu nhân không muốn biết cách nuôi dưỡng tước nhi sao. Tô phu nhân liếc mắt nhìn hai con chim tước trong lồng tre, nhưng lại làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, hãy nói về đứa con vô dụng của ta trước đã. Là tuyết nhạn. Minh Phong khi còn bé rất yêu thích bức tranh chữ mà cha hắn tìm được. Sau đó, những bức tranh chữ khác đều không lọt vào mắt nó, dù người khác tặng cho nó cũng không thèm nhìn nhưng bức tranh chữ đó lại bị cha hắn tặng người khác minh phong đã nhớ mãi nhiều năm rồi tô phu nhân thở dài nói minh phong là người trung tình những gì nó đã thích đều là tốt nhất cũng chính vì thế mà khi đã vừa ý cái gì nó không chấp nhận những thứ khác la tuyết nhạn nghe vậy cảm thấy khó xử nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục trò chuyện với tô phu nhân la tuyết nhạn đang buồn bực liền nghe thấy giọng Tô phu nhân truyền đến, nàng nương này cũng giống như vậy, hắn thích một vị nàng nương, những nàng nương khác đều không lọt vào mắt hắn. La Tuyết Nhạn bừng tỉnh, cười nói, nguyên lai Tô đại thiếu gia đã có người trong lòng a, không biết là nàng nương nhà ai có phúc khí như vậy. Đây vốn là câu lời khách sáo, không ngờ rằng Tô phu nhân đang chờ chính câu nói này, liền vỗ tay một cái nói, chính là nàng nương nhà quý phủ a sắc mặt la tuyết nhạn nhất thời biến đổi từ trắng sang xanh bà cảm thấy như bị đẩy vào tình thế khó xử và dần hiểu ra tại sao tô phu nhân đến đây mang theo hai cái lồng chim nhưng không hề đề cập đến chim chóc chỉ liên tục khoe khoang về con trai mình rõ ràng đây là ý định cầu hôn tô phu nhân thấy vẻ mặt la tuyết nhạn chưa có dấu hiệu đồng tình trong lòng lo lắng bà hiểu thẩm gia ra thế lớn và không chắc tô gia có thể lọt vào mắt họ nhưng sau khi tận mắt thấy thẩm diệu bà nhận ra nàng không hề như những lời đồn thổi là nhu nhược ngốc nghếch và thô tục thẩm diệu tỏ ra đoan trang tiến thoái thích hợp rất xứng đáng làm đương gia chủ mẫu điều này khiến bà càng muốn kết thân với thẩm gia la tuyết nhạn lạnh lùng hỏi tô phu nhân hôm nay đến chính là vì việc này tô phu nhân có chút thẹn thùng biết rằng lấy danh nghĩa khác để đến nhà người ta là không đúng nhưng vẫn nói thẩm phu nhân đừng nóng giận, ta biết hôm nay mình mạo phạm, nhưng ngài cũng là người làm mẹ, hẳn hiểu được tâm tư của ta. Là tuyết nhạn biểu hiện dịu đi, nhưng lòng bà vẫn dối bời. Tô phu nhân đúng là đến với thái độ tốt, và bà không thể từ chối một cách thẳng thừng. Bà hỏi, vô duyên vô cớ, tô phu nhân sao lại đến nói với ta chuyện này? Bà lo lắng liệu thẩm diệu và tô minh phong có lén lút qua lại mà bà không hay biết mặc dù dân phong minh tề khá cởi mở nhưng việc tự ý đính hôn mà không qua sự đồng ý của gia đình thì không phải chuyện tốt tô phu nhân nói ta nghe minh lãng nói minh phong lặng lẽ vừa ý ngũ tiểu thư ban đầu ta cũng không tin vì con trai ta chưa từng thân cận với nàng nương nào ta không biết ngũ tiểu thư là người thế nào nên hôm nay đến khi thấy ngũ tiểu thư ta hiểu tại sao minh phong lại thích nàng dáng dấp tốt Tính tình hiền lành, khí độ không tồi, ta đoán chỉ có thẩm gia mới dưỡng ra được nàng nương như vậy. Không chỉ Minh Phong, ngay cả ta cũng rất thích nàng. Vì vậy ta không thể chờ đợi được nữa muốn cùng phu nhân nói về việc này. Ta biết phu nhân là người thoải mái, yêu thích thẳng thắn, nên cũng không nhiễu nhiều. Lời nói của tô phu nhân cực kỳ thành khẩn, lại còn khéo léo khen ngợi thẩm diệu. Là mẹ, ai lại không thích con mình được khen ngợi? nên sắc mặt la tuyết nhạn cũng dần dần tốt lên tuy nhiên việc này không thể quyết định một cách qua loa thứ nhất địa vị hiện tại của thẩm gia tại minh tề đặc biệt nên phải cân nhắc kỹ lưỡng về thân thế của người sẽ kết thân thứ hai dù tô minh phong có phong bình tốt nhưng việc hắn bị bệnh nhiều năm cũng là điều bà lo lắng thứ ba quan trọng nhất là không biết thẩm diệu có thích tô minh phong hay không la tuyết nhạn là người mẹ biết suy nghĩ cho con Bà hy vọng thầm diệu sẽ tìm được người mình thích và có cuộc sống hạnh phúc, nên không thể quyết định vội vàng. Tiểu nữ thân sự, một chốc cũng định không tới. La tuyết nhạn cười nói, ta liền thay lão gia nhà ta đa tạ quý phủ phu nhân và nàng nghinh tử đã yêu ái. Chỉ là việc hôn nhân, cần cân nhắc rất nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, ta cũng không thể cho phu nhân một đáp án ngay lập tức, chỉ sợ còn muốn cân nhắc thêm chút thời gian. Chính như phu nhân từng nói, đại gia đều là làm nương. Làm nương đau lòng nữ nhi, cũng hy vọng phu nhân có thể thông cảm. La Tuyết Nhạn không dám từ chối thẳng thừng, để lại một phần hy vọng cho đối phương. Tô phu nhân cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, sau đó mới nói thêm vài câu rồi rời đi. Chờ Tô phu nhân rời đi, ánh mắt La Tuyết Nhạn lúc này mới chìm xuống, có phần nghiêm nghị. Từ trước đến nay, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đều nghĩ rằng Thẩm Diệu còn nhỏ, chuyện hôn nhân không cần phải gấp gáp. Nhưng việc Tô Phu Nhân đến cầu thân nhắc nhở La Tuyết Nhạn rằng, ở độ tuổi này, có thể nghĩ đến việc đính hôn cho Thẩm Diệu. Nhưng ở định kinh thành, ai mới là thanh niên Tuấn Kiệt thực sự? La Tuyết Nhạn dự định chờ Thẩm Tín trở về sẽ bàn bạc với ông về chuyện này, đồng thời nhờ người điều tra thêm thông tin. Tô Phu Nhân trở về Tô Phủ, Tô lão gia hôm nay không đi câu cá trêu chọc chim, mà ngoan ngoãn ở trong phòng. Thấy Tô phu nhân trở về, ông vội vàng tiến lên bóp vai cho bà, phân phó nha hoàn dâng trà. Tô lão gia thấy Tô phu nhân, giống như chuột thấy mèo, người xung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tô lão gia hỏi, "Như thế nào, Thẩm phu nhân nói thế nào?" Không có bằng lòng, cũng không có nói không đáp ứng, có lẽ còn muốn suy nghĩ thêm. Tô phu nhân nói, dù sao ta hôm nay đến không báo trước, có thể đã mạo phạm họ. Hơn nữa, thẩm gia không phải người bình thường, muốn suy nghĩ kỹ cũng không phải điều xấu. Còn suy nghĩ gì nữa? Tô Dục nhăn mặt, có gì mà phải suy nghĩ? Tô phu nhân buồn cười, ngươi nghĩ hôm nay ta đi rồi họ sẽ lập tức đồng ý hay sao? Tại sao không đồng ý? Tô Dục hỏi, Minh Phong có gì không tốt? ở định kinh thành này còn ai tốt hơn Minh Phong. Nhà ai nàng nương gả cho Minh Phong đều là kiếp trước tu luyện phúc phận mới có được. Nói rồi, ông nhớ ra điều gì? Chờ đã, Thẩm Ngũ tiểu thư thế nào? Cuối cùng ông cũng nhớ ra việc này. Tô lão gia từng gặp Thẩm Diệu tại cung yến, cảm thấy Thẩm Diệu rất tốt, chỉ có điều tính tình hơi hung hăng chút. Nhưng nam nhân thường không nhìn rõ nữ nhân, chuyện này cần phụ nữ đánh giá vì thế tô phu nhân mới ra mặt dùng ánh mắt khắt khe đánh giá vị sắp là con dâu tô dục muốn nghe ý kiến của tô phu nhân về thẩm rượu tô phu nhân uống một hớp trà nói mình phong ánh mắt không tệ ta thấy thẩm ngũ tiểu thư so với các tiểu thư khác ở định kinh thì tốt hơn nhiều tính tình và dáng dấp không cần phải nói nếu là con gái của thẩm tín chắc chắn phẩm hạnh cũng không kém khí độ của nàng ấy đúng là hiếm thấy như là quý nhân trong cung. Nhưng cũng có một điểm, nàng nương này chỉ sợ Minh Phong không thuần phục được. Nhưng cũng tốt, Minh Phong tính tình ôn nhu, có một phu nhân cường thế một chút làm đương gia chủ mẫu, trong phủ cũng sẽ yên ổn hơn. Tô Dục hiếm khi nghe thấy Tô phu nhân khen ngợi một người như vậy, trong lòng thầm nghĩ, không phải nói mẹ chồng nhìn con dâu thường soi mói sao, chẳng lẽ là do phu nhân nhà mình quá mức ôn nhu? Tô Minh Phong vừa đứng ngoài cửa trở về, đang định bước vào chính sảnh thì góc áo liền bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tô Minh Lãng. Tô Minh Lãng nghiêm túc nói, đại ca, ngươi hiện tại không nên đi vào quấy rối, miễn cho bỏ lỡ chuyện đại sự cả đời của ngươi. Chuyện đại sự cả đời của ta? Tô Minh Phong không rõ, cái gì là chuyện đại sự cả đời của ta? Ôi, hôm nay ta nghe Kim Phượng tỷ tỷ nói giỡn với người khác, nói nương thế ngươi đi nhìn nhau con dâu. Tô Minh Lãng nói. Tô Minh Phong nghe vậy kinh hãi, nói, cái gì là đi nhìn con dâu? Là ai? Tô Minh Lãng nói, không phải là thẩm gia tỷ tỷ sao? Nương đi thẩm gia để xem mắt con dâu. Tô Minh Phong cất cao âm thanh. Tô Minh Lãng sợ hết hồn, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói, không phải chỉ là cưới một OCN dâu thôi sao? ngày sau thẩm gia tỷ tỷ thành ta đại tẩu ngươi không cần phải diễn xuất như vậy hắn vỗ vỗ cánh tay tô minh phong thực sự là hâm mộ ngươi chuyện tô ra đến thẩm trạch để tô minh phong xem mắt con dâu bề ngoài thì không ai biết nhưng thực tế thì có không ít người biết thẩm tín và la tuyết nhạn sau khi bàn bạc thật sự nghiêm túc bắt đầu xem xét thanh niên tuấn kiệt ở định kinh thành còn tính toán có nên để thẩm diệu tham gia thêm vài buổi hòa yến Thẩm tín cũng bảo thẩm khâu chú ý đến các thanh niên trong kinh cùng tuổi với hắn. Thẩm trạch làm ra động tĩnh lớn như vậy, duệ vương phủ nếu như không biết thì thật sự quá đáng buồn. Tạ cảnh hành vừa đến tần vương phủ, đã gặp phải quý vũ thư e sợ thiên hạ không rối loạn khiêu khích. Không biết hắn từ đâu lừa được tin tức từ Tổng Dương, giờ một phong thư nhảy nhót tưng bừng, nói, tam ca, người tô gia đã lên một lượt môn cầu hôn rồi. Ngươi còn chờ gì nữa? Dừng một chút, hắn mới tiếp tục, còn không mau tìm Tô Minh Phong gây phiền phức đi. Cao Dương trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng, nói, "Tô phu nhân tại Định Kinh Thành rất biết làm người, cùng nhiều phu nhân đều giao hảo. Tô ra danh tiếng cũng không tệ, nếu như Thẩm Tín cảm thấy Tô Minh Phong cũng không tệ, nói không chắc sẽ đáp ứng thân sự này." Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua bức thư, trong thư nội dung rõ ràng, chỉ cảm thấy đau đầu. Tô Minh Phong làm việc vẫn tương đối ổn thỏa, nhưng có cha mẹ quá mức năng nổ. Hiện tại lên một lượt môn cầu hôn, không chừng còn sẽ làm ra chuyện kinh thế hãi tục. Huống hồ quý vũ thư còn ở một bên quạt gió thổi lửa, một mặt vẫn khái nói, khá lắm Tô Minh Phong, lúc trước cùng Tam Ca xưng huynh gọi đệ, còn nhiều năm giao tình, Tam Ca thay đổi cái thân phận, liền lặng lẽ ra tay đục khoét nền tảng. Thực tế tại tâm cơ thâm trầm, Trước kia mọi người nói Đường Diêu biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người, này Tô Minh Phong hóa ra là loại người này. Tam ca, ngươi phải tuyệt giao với hắn. Tạ Cảnh Hành nhìn Quý Vũ Thư, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng vẫn phải suy nghĩ kỹ lưỡng về tình hình hiện tại. Cao Dương thực sự không thể chịu đựng được Quý Vũ Thư ở một bên hồ đồ, liền nói, trước mắt hãy tìm cách khác đi. Tô gia lúc này không phải vấn đề lớn thẩm gia đã bắt đầu cho thẩm ngũ tiểu thư xem xét phu quân. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng không còn nhiều thời gian, người muốn làm gì thì sớm giải quyết đi. Nghe xong lời này, tạ cảnh hành vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Quý vũ thư chưa kịp nhận ra, nhưng linh cơ hơi động, nói, ta có biện pháp. Mấy người cùng nhìn về phía hắn, quý vũ thư nói, tam ca hiện tại trong mắt bọn họ đã là người chết, không bằng ban đêm giả thành quỷ đến báo mộng cho Tô Minh Phong, nói Thẩm tiểu thư là người tam ca vừa ý, muốn minh hôn. Tô Minh Phong bị dọa, tự nhiên không dám đánh chủ ý lên Thẩm Ngũ tiểu thư. "Ôi tam ca, ngươi đừng đi a, à, hãy nghe ta nói hết mà." Cao Dương lắc đầu thở dài, phun ra một chữ, "Ngốc." Tạ Cảnh Hành trở lại thư phòng, ngồi xuống trước bàn. Cao mày, không biết đang suy tư điều gì bên cạnh thiết y nghi ngờ hỏi chủ tử hôm nay tại phổ đà tự gặp thấy thật to lớn sư thấy thật to lớn sư là một vị hòa thượng vân du có người nói hắn là người đại lương có người nói hắn là người tần quốc cũng có người nói hắn là người minh tề chỉ có một điều chắc chắn phàm là chùa miếu nào có thấy thật to lớn sư tất cả mọi người đều tôn sùng hắn như khách quý thấy thật to lớn sư được xem là đệ tử thân truyền của phật tổ có người nói hắn có thể thấy người quá khứ và biết trước tương lai. Điều này tự nhiên có chút khuếch đại, nhưng dự ngôn của thấy thật to lớn sư luôn rất chính xác, từng tiên đoán chính xác một trận lụt lớn ở Đại Lương. Vĩnh Lạc Đế từng mời thấy thật to lớn sư làm quốc sư, nhưng bị từ chối. Hai năm trước, khi tạ cảnh hành trở lại Đại Lương, Vĩnh Lạc Đế cũng muốn tìm thấy thật to lớn sư để xem tướng mạo cho tạ cảnh hành, nhưng khi đó thấy thật to lớn sư đã rời Đại Lương không ai biết tung tích không ngờ hôm nay lại gặp ở đây khi tạ cảnh hành đến phổ đà tự thấy thật to lớn sư không cần nói gì đã đoán ra thân phận của hắn không biết làm sao mà đoán ra dự ngôn của thấy thật to lớn sư cho tạ cảnh hành là phá quân tử vi hung rồng phục thiên lấy một thân chi sinh mệnh quan toàn cục ý nghĩa của câu này là tạ cảnh hành là người vô cùng quan trọng có thể ảnh hưởng đến toàn cục phá quân tử sáu chỉ trước tiên phá sau lập ân uy cùng tồn tại tạ cảnh hành khi còn ở minh tề lấy danh nghĩa thế tử lâm an hầu phủ sau chết trận xa trường là phá sau đó lấy danh duệ vương của đại lương xuất hiện trước người đời là lập hung rồng phục thiên rồng là vạn vật đứng đầu nhưng lại là hung rồng nghĩa là tàn nhẫn tạ cảnh hành hỏi liệu điều này có nghĩa là cướp đoạt không nhưng thấy thật to lớn sư lắc đầu chỉ nói hung rồng không cướp, nhưng là giúp người độ kiếp. Khi Tạ Cảnh hành hỏi lại, thấy thật to lớn sư chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, không chịu nói thêm. Thiết y có chút thất vọng, thấy thật to lớn sư không dễ gì xem tướng, lại nói mơ hồ. Tạ Cảnh hành lại là người đối với ngoại vật thờ ơ, hung rồng không cướp, giúp người độ kiếp, nghe như biến chủ tử thành Bồ Tát. Ai có thể có lớn như vậy mặt mũi, khiến chủ tử làm chỗ dựa? người đó dám, nhưng liệu chủ tử có chịu không? Tạ cảnh hành nói, đừng động vào chuyện này, trước tiên đem phong thư này gửi về đại lương. Hắn vẻ mặt có chút âm trầm. Thẩm diệu nằm trên giường, nhưng không sao chợp mắt được. Lời nói của Tòng Dương buổi chiều vẫn vang vọng bên tai nàng. Nàng vạn lần không ngờ rằng mục đích Tô Phu Nhân đến thẩm trạch lại là để bàn chuyện hôn sự cho Tô Minh Phong nhớ lại khuôn mặt mộc mạc của tòng dương khi kể lại từng chi tiết cuộc đối thoại trong phòng đặc biệt là câu nói đều là làm nương của đại nam nhân ấy thẩm diệu không khỏi bật cười tạ cảnh hành quả là một nhân tài không biết từ đâu lại tìm được một ám vệ bảo bối như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thẩm diệu lại không thể cười nổi tô phu nhân vì sao phải đến thẩm trạch để bàn chuyện hôn sự cho tô minh phong theo lời tòng dương Tô Minh Phong tự mình có tình cảm sâu đậm với nàng, nhưng thẩm diệu nhất quyết không tin. Không nói đến việc Tô Minh Phong chỉ gặp nàng vài lần, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng trên phố hôm đó cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ đây là âm mưu của Tô Minh Phong? Thẩm Diệu suy nghĩ, có thể Tô Minh Phong muốn biết bí mật của Thanh Hổ đầu hoàn, nên quyết định lấy nàng, cả ngày sớm chiều bên nhau để tra ra chân tướng. Hoặc là hắn nghĩ rằng sau khi nàng trở thành thê tử của hắn, nàng sẽ tiết lộ bí mật nhưng nếu vậy thì tô minh phong quả thực thiệt thòi phải đánh đổi cả đời mình chỉ để cha ra chân tướng đại lý tự những người kia cũng nên hổ thẹn không còn mặt mũi đối với phụ lão hương thân cốc vũ từ bên ngoài bước vào trong tay ôm một tờ xiêm y cười nói nàng nương sáng mai phải đi phổ đà tự phu nhân bảo nên mặc trang phục mập mạc nô tỳ đã lấy một bộ xiêm y màu sắc sâu chút nàng nương sáng mai dậy sớm mặc vào nàng nói rồi cắt bớt bức đèn tiếp nàng nương hôm nay nên nghỉ sớm mai sáng phải đi sớm sợ rằng có đường dài muốn đi vừa nhắc đến việc này thẩm diệu cảm thấy bất đắc dĩ buổi tối nha hoàn của la tuyết nhạn đến bảo la đàm và thẩm diệu rằng ngày mai họ sẽ cùng đi phổ đà tự dân hương la đàm chưa từng đến phổ đà tự nên rất vui vẻ còn thẩm diệu lại không mấy hứng thú phổ đà tự là một ngôi chùa nổi tiếng ở định kinh thành và lạc ở sườn núi phía bắc. Người ta nói nơi đó Bồ Tát và Phật Tổ rất linh, đặc biệt có một cây kết duyên thụ. Nữ tử trẻ tuổi sẽ đến đổi một ít dây đỏ từ tăng nhân trong miếu, sau đó buộc vào hầu bao và ném lên cây. Nếu dây đỏ cùng hầu bao treo trên cây mà không rơi xuống, có nghĩa là Nguyệt lão đã nghe thấy lời cầu xin và sẽ mang đến nhân duyên tốt. Thẩm Diệu Kiếp trước cũng từng đến cây kết duyên thụ đó để có thể kết duyên với phó tu nghi, nàng đã mua gần 100 sợi dây đỏ để ném lên cây. Sau này, việc này bị thẩm thanh và thẩm nguyệt vô tình tiết lộ, làm cho định kinh thành cười nhạo nàng một thời gian. Bởi vậy, thẩm diệu không mấy thích thú với cây kết duyên thụ này. Nếu không nghe được những lời của Tổng Dương từ chính đường, thẩm diệu cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng La Tuyết Nhạn thực sự muốn đi dân hương. Nhưng hiểu được bọn họ thảo luận gì, Thẩm Diệu nhận ra rằng La Tuyết Nhạn không phải muốn dâng hương, mà là muốn nàng đi ném dây đỏ lên kết duyên thụ. Thẩm Diệu trong lòng không muốn chút nào, thậm chí còn nghĩ đến việc giả bệnh. Nhưng làm vậy lại quá phiền phức, hơn nữa La Đàm lại rất hứng thú. Thẩm Diệu biết La Tuyết Nhạn dễ dàng động lòng, nghĩ rằng chỉ là việc ném vài sợi dây đỏ, liền miễn cưỡng đồng ý. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn không thoải mái chút nào. Đêm đó, thẩm rượu ngủ không được tốt lắm. Trong giấc mơ, nàng liên tục thấy mình đứng dưới cây kết duyên thụ, không ngừng ném dây đỏ lên cây. La Tuyết Nhạn đã mua cho nàng cả một vại nước dây đỏ, ném đến mức tay nàng mỏi nhừ, nhưng dây đỏ của nàng dường như biến mất. Trên đất không thấy, trên cây cũng không có. Đang khi nàng kinh ngạc, thấy trên cây có một thanh niên mặc áo bảo tím, trong ngực ôm một đống dây đỏ của nàng, cười mỉm và hỏi, "Ngươi muốn gả cho người nào?" Thanh niên ấy có mày kiếm mũi cao, môi mỏng hồng hào, đôi mắt diễm lệ nhưng sắc bén như lưỡi dao, chính là Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu choàng tỉnh từ trong giấc mơ, không thể ngủ lại được. Sáng sớm hôm sau, Kinh Chập bước vào phòng, kinh ngạc hỏi: "Nàng nương đêm qua ngủ không ngon sao?" Đáy mắt đều thâm quầng. Thẩm Diệu khoát tay áo, cảm thấy giấc mơ kia thật kỳ lạ và mang theo vài phần giận dữ, xấu hổ nàng không muốn nói gì thêm sau khi ăn sáng và rửa mặt nàng ra cửa thấy la tuyết nhạn cùng mọi người đã chờ sẵn ngoài la đàm còn có thẩm khâu và la lăng cũng đến la tuyết nhạn nói nếu là dân hương bọn tiểu bối đều cùng đi cũng cầu phật tổ phù hộ thẩm tín muốn đi cùng nhưng la tuyết nhạn gạt đi ngươi đi làm gì ở nhà đi thẩm khâu thắc mắc tại sao cha mình không thể đi Thẩm Diệu thì hiểu rõ, La Tuyết Nhạn muốn nàng và La Đàm ném dây đỏ, có lẽ cũng muốn Thẩm Khâu và La Lăng tham gia. Nhưng kết duyên thụ chỉ dành cho nữ tử, nếu Thẩm Khâu và La Lăng cũng ném, chẳng lẽ sau này họ muốn thành đoạn tụ? Thẩm Diệu dùng mình khi nghĩ đến điều đó. Không lâu sau, mọi người lên đường. Phổ Đà tự cách Thẩm Trạch khá xa, buổi sáng xuất phát thì đến nơi cũng gần buổi trưa. Dọc đường, La Đàm rất hào hứng, không ngừng hỏi La Tuyết Nhạn về sự linh thiêng của phổ đà tự. La Tuyết Nhạn nói về cây kết duyên thủ, khiến La Đàm thích thú, nói, nơi đây thật linh nghiệm, giống như một tập tục ở tiểu xuân thành của chúng ta. Tiểu biểu muội, chúng ta cũng đi ném dây đỏ nhé. Thẩm Diệu nhìn nàng, cười nhẹ, ngươi không phải nói không vội xuất giá sao? La Đàm ho nhẹ hai tiếng, lời tuy như vậy, nhập ra tùy tục mà. La Tuyết Nhạn cũng nói, Kiều Kiều, Đàm Nhi, hai người các ngươi cũng đi ném dây đỏ, mặc kệ có lấy chồng hay không, tóm lại có thể thảo cái điểm tốt. La Đàm hưng phấn đáp lại, thầm diệu sớm biết ý định của mẹ mình, đành bất đắc dĩ thuận theo. Trên đường đến phổ Đà Tự, bọn họ thấy trong một phòng thiện gần đó, có một vị tăng nhân đã qua tuổi thất tuần đang ngồi, Phật hương lượn lờ quanh ông ta. Vị tăng nhân già với đôi mắt hiền từ, khoác lên mình chiếc áo cà sa đỏ thẫm, thật giống như một đệ tử dưới chướng Phật tổ, đang nhẹ nhàng niệm Phật châu trong tay. Bên cạnh ông là một tăng nhân trẻ tuổi, có vẻ tò mò và hiếu kỳ, không ngừng hỏi, sư phụ, chúng ta đã chờ ở đây mấy ngày rồi, người hữu duyên ấy thật sự sẽ đến sao? Lão hòa thượng lặng lẽ đáp, bần tăng chờ đợi ở đây nhiều ngày, chính là vì chờ nàng đến. Tăng nhân trẻ tiếp tục hỏi, nhưng đã đợi lâu như vậy rồi, khi nào nàng mới đến? Lão hòa thượng không nói gì, chỉ yên lặng niệm Phật Châu trong tay. Đột nhiên, ông dừng lại và nhẹ nhàng xoa xoa một viên Phật Châu, rồi khẽ cười và nói, liền đến. Khi đoàn người của thẩm diệu đến phổ đà tự, thời gian vẫn chưa đến buổi trưa. Có lẽ do ngựa chạy nhanh, hoặc phu xe đánh xe khéo léo, hoặc đường đi hôm nay thật thuận lợi, hành trình hai canh giờ rưỡi thường lệ hôm nay chỉ mất chưa đầy hai canh giờ. Sau khi nhảy xuống xe ngựa, Thẩm Khâu và La Lăng cũng nhanh chóng xuống ngựa, nhìn thấy rừng cây xanh tươi, giữa sườn núi có ngôi chùa cổ kính, mây mù bao phủ, phảng phất như tiên cảnh. Phật âm xa xôi vọng lại, khiến người ta không khỏi kính nể. La Đàm thở dài, thật sự là một ngôi chùa có phong độ. La Tuyết nhạn phân phó, "Khâu Nhi, Lăng Nhi, các ngươi đi xuống ngựa trước, ta dẫn Đàm Nhi và Kiều Kiều vào." Thẩm Khâu và La Lăng rời đi, Thẩm Phủ thị vệ theo sát Thẩm Diệu và đoàn người. La Đàm nhìn thấy cây kết duyên thụ từ xa, reo lên: Đây chính là kết duyên thụ sao? Tiểu nàng, ngươi mau đến xem, thật lớn a! À. La Tuyết Nhạn cười nói: Chúng ta trước tiên đi mua dây đỏ đi. Thẩm Diệu theo sau hai người, cảm thấy khá bất đắc dĩ. La Đàm chạy nhanh, La Tuyết Nhạn lại hấp tấp, khiến Thẩm Diệu bị lạc phía sau nhưng với thẩm phủ hộ vệ và sự bảo vệ từ Tòng Dương, nàng không lo lắng. Khi đến gần một gian Phật đường, thẩm diệu đột nhiên cảm nhận góc quần mình bị ai đó kéo. Nàng quay đầu lại và thấy một người mặc đạo phục mồi xổm bên cạnh ngưỡng cửa. Đạo sĩ này mặc áo rách dưới, trước mặt bầy một ống thẻ, tay cầm phất trần, nhìn rất buồn cười. Hắn khoảng 40 tuổi, để một bộ dâu nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn thẩm diệu. Nàng nương, bần đạo thấy ấn đường ngươi biến thành màu đen, sợ có họa sát thân, đáy mắt sinh thanh, cũng có hoa đào khó khăn. Ngươi có muốn bần đạo tính một quẻ không? Kinh chập tức giận nói, nơi này là Phật môn trọng địa, sao lại có người điên nói mê sảng? Thẩm diệu rút góc quần mình ra, định tiếp tục bước đi. Đột nhiên, đạo sĩ kia nói, phượng mệnh tuy được, tù mệt mỏi một đời, đáng tiếc. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn